đến mấy ngày thôi mà. Thế nhưng mà không trả lời câu hỏi được đúng không? Mặc dù chưa biết câu hỏi là gì đúng không? Yên tâm là câu hỏi nó dễ như lúc đi đi. 11 giờ thì chúng ta bắt đầu nhá. 37 237 không. iPhone 237 Có 37 bạn thôi. Nhóm của Thảo là có bao nhiêu bạn nhỉ? nhóm nội trú 48 mà cô Ừ. có 15 bạn à? Ừ, 15 bạn đem đèn điểm danh 48 với cô nào. Giờ nội trú của em có bao nhiêu bạn hôm nay? Các bạn nào nội trú 48 mở nào. Không có ai thì cô coi như là chỉ có một mình Thảo nha. Nội trú 47 đúng không? Nội trú 47 vẫn đang học đúng không? Ok, thôi, không cần đâu. Buồn những người ngồi đây. Ok, bây giờ nhé, đây là một cái trường hợp bệnh nhân 5 tuổi này vào viện. Thực ra nếu mà đọc cái slide này thì Thảo thì rất khó để các bạn hình dung ra. Thì đây là một trường hợp vào vùng triệu chứng chính của bạn là đau khớp háng hai bên. Cách vào viện là 17 ngày. Thì trẻ đột ngột đau khớp háng hai bên sau khi ngủ dậy, nhưng mà lại có tiền sử là hôm trước thì ngã đập mông xuống nền cứng khi trượt ba thanh, xong ngã đầu mông vẫn đi lại được. Thực ra cái cách em diễn giải ấy thì nó rất là khó. Thảo có thay đổi gì trong cái phần bệnh sử này không? Cô trong bệnh sử này thì cái khai thác cái quá trình diễn biến bệnh lý thì không có thay đổi, chỉ là cái trình Ừ, bày ấy thì nó có thay đổi trình thôi. bày như nào, đọc lại cho cô xem nào. Em chỉ trình bày là cái cách cái đợt cách vào viện 17 ngày thì trẻ được trẻ đau khớp háng sau ngã đập mông xuống nền cứng khi do trượt Chính ba xác. thanh đau. Ừ, đấy, thế này này, cô đã sửa lại rồi, cách 17 ngày, tai nạn sinh hoạt, ngã ngồi khi trượt ba thanh và sau ngã một ngày xuất hiện đau khớp háng, đau nhiều, điểm đau 7 đến 8 không đi lại được. Được chẩn đoán viêm khớp háng hai bên, điều trị ngoại trú với amoxicillin và acid clavulinic, ibuprofen và canxi. Được chưa? Thì nó gọn hơn rất là nhiều so với cách em trình bày, vì cách em trình bày nó lộn xộn ấy. Đấy, với hai là mình cái quan trọng nhất là bệnh nhân này đau khớp háng sau ngã một cái tai nạn sinh hoạt và được điều trị ngoại trú với đơn có kháng sinh, có giảm đau hạ sốt, chống viêm, ibuprofen. Và tuy nhiên là cái diễn biến thì ngay ngày hôm sau đúng không, tức là ngày thứ Vâng. hai sau ngã, ngày thứ hai sau ngã thì bệnh nhân biểu hiện là kết hợp là có sốt và đáp ứng với hạ sốt ăn kém, và sau đó thì sốt rất là cao, cơn sốt đến 39-40 độ 3 cơn 1 ngày. Và khi đó thì bệnh nhân đã được nhập viện, trong quá trình nằm viện là 13 ngày, được chẩn đoán là viêm khớp háng hai bên, điều trị bằng xét re xong ở van cô với hạ sốt. Thì cô muốn hỏi là 13 ngày này là bệnh nhân điều trị van cô ngay ngày đầu tiên hay là như thế nào? Ngay ngày đầu tiên khi bạn ấy vào viện với tình trạng sốt cao như thế thì bạn ấy đã vào cấp cứu chống độc trước. Ở cấp cứu chống độc thì các bác làm xét nghiệm thì CRP lúc đấy là 100 bao nhiêu đấy, 120 mấy. Bác quyết định cho bạn ấy dùng van cô luôn từ lúc Trả đấy rồi lời em. đúng câu hỏi, cô chỉ hỏi Ngay ngày đầu tiên. là đúng rồi. Bởi vì bệnh nhân này thì cái gì em trình bày và thì cô đã biết rồi nhá. Ok, thế thì tiếp đến trong quá trình nằm điều trị